Kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai ngày 13 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Thừa Thiên Huế có thêm 354 công dân hoàn thành thời gian cách ly về với gia đình. Nhiều khách sạn, đơn vị lữ hành, dịch vụ du lịch đã tạm dừng hoạt động hơn một tháng nay. Điều này đồng nghĩa với hàng ngàn lao động ngành du lịch phải nghỉ việc, mất thu nhập. Ngành thú y đã huy động lực lượng để triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 gắn với phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ngăn ngừa nguy cơ dịch chồng lên dịch. Chủ động công tác phòng chống dịch giai đoạn mới khi thời hạn cách ly xã hội kết thúc, có giải pháp để người dân vùng sâu vùng xa bắt được sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, phục vụ tổ công tác tuyên truyền phòng chống dịch và học tập trên truyền hình. Đó là những yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ trong cuộc họp giao ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào sáng nay, ngày 13 tháng 4. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo cùng với lãnh đạo các sở ngành địa phương tập trung phân tích thảo luận việc duy trì các chỗ kiểm soát y tế, chi trả gói an sinh xã hội, nhất là bộ tiêu chí xác định lao động tự do mất việc, nâng cao năng lực xét nghiệm, thực hiện nghiêm phương pháp giãn cách xã hội, phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, chuẩn bị những điều kiện sẵn sàng sản xuất kinh doanh sau dịch, duy trì thông tin, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của chính phủ. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng thời hạn giãn cách xã hội 15 ngày sắp hết, vì vậy đề nghị các sở ngành địa phương trên tinh thần bám sát chỉ đạo của chính phủ, đồng thời dựa trên tình hình đặc thù của địa phương để tham mưu đề xuất cho tỉnh những quyết sách phù hợp trong giai đoạn phòng dịch tiếp theo. Liên quan đến một số vùng sâu vùng xa trên địa bàn tỉnh không bắt được sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh do hạ tầng chưa được đồng bộ, gây ảnh hưởng đến việc học trực tuyến của học sinh cũng như nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan sớm có phương án khắc phục để nâng cao chất lượng truyền dẫn phát sóng nhằm đảm bảo nhu cầu thu hưởng thông tin văn hóa của người dân, nhất là việc dạy và học trực tuyến cũng như việc tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành chỉ thị số 9 về tăng cường các giải pháp điều hành chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương nhằm đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện chủ động ra soát nguồn thu ngân sách, xây dựng phương án điều hành chi ngân sách theo phương châm thu giảm, chi giảm. Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện quản lý chi chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao, chủ động sử dụng dự phòng ngân sách để chi phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, không bổ sung ngoài dự toán đầu năm, trừ một số trường hợp đặc biệt cấp bách. Trước mắt, Sở Tài chính chỉ tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều hành sử dụng dự phòng ngân sách trong phạm vi 50%, tạm giữ lại 50%. Ủy ban Nhân dân cấp huyện điều hành sử dụng 40% dự phòng ngân sách và tạm giữ lại 60% để chủ động xử lý khi nguồn thu ngân sách giảm lớn hoặc khi phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai. Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, tại công văn số 43, thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2020 của các đơn vị sử dụng ngân sách, trừ ngành y tế, cấp tỉnh và các huyện, không bao gồm các khoản chi tiền lương, phụ cấp theo lương, chi cho con người theo chế độ, chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các khoản chi đặc thù khác. Các đơn vị thực hiện tiết kiệm cả khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Chiều qua có thêm 354 công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về với gia đình. Đây là những công dân từ Lào về và thực hiện cách ly đúng quy định của chính quyền tại trường Trung cấp Công nghệ số 10. Thời gian 15 ngày cách ly là khoảng thời gian đầy khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, với sự chăm sóc, phục vụ tận tình, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng các ngành, các cấp của hệ thống chính trị, đặc biệt cùng với sự hợp tác đầy trách nhiệm trong chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, quy định tại khu cách ly, cho đến thời điểm này có 354 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly theo đúng quy định. Nhân giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, mọi người đều vui mừng phấn khởi vì thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân, góp phần cùng các cấp các ngành trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, đồng thời mong muốn các công dân khi trở về địa phương cần khai báo với chính quyền, tuyên truyền người thân và cộng đồng dân cư thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong quá trình cách ly, 100% công dân đều có thái độ hợp tác tốt với lực lượng chức năng và hài lòng với điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại đây. Qua quản lý theo dõi, đến thời điểm hiện nay, các công dân hai lần lấy mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, đều đảm bảo sức khỏe, thân nhiệt ổn định, đủ điều kiện để trở về địa phương.
Du lịch dịch vụ được xem là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều khách sạn, đơn vị lữ hành dịch vụ du lịch đã tạm dừng hoạt động hơn một tháng nay. Điều này đồng nghĩa với hàng ngàn lao động ngành du lịch phải nghỉ việc, mất thu nhập. Các doanh nghiệp muốn duy trì lực lượng lao động đã phải chuyển hướng kinh doanh, tuy nhiên cũng gặp rất nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Khách sạn Parkview đã đóng cửa từ cuối tháng 3. Toàn bộ cán bộ nhân viên lao động ở tất cả các bộ phận của khách sạn đã nghỉ việc. Để hỗ trợ lao động trong mùa dịch, công đoàn khách sạn đã trích quỹ phúc lợi. Một bộ phận nhân viên cũng được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ bảo hiểm xã hội. Đồng thời, lãnh đạo khách sạn cam kết sẽ nhận nhân viên vào làm việc trở lại sau khi kết thúc dịch. Ngày 28 tháng 3 vừa rồi thì khách sạn là đóng cửa. Trong tháng 3 thì chúng tôi là chốt sổ bảo hiểm và đóng đầy đủ cái bảo hiểm xã hội cho nhân viên. Rồi sau đó là làm công tác tư tưởng và cam kết với nhân viên là sau khi là dịch bệnh xong thì chúng tôi nhận nhân viên lại. Thì trong cái tình hình đó thì nhân viên sẽ hưởng cái trợ cấp thất nghiệp cùng với sự hỗ trợ của phía công đoàn của công ty, một số số tiền nhỏ nhỏ để anh em có thể là sinh sống trong những cái thời gian này. Còn tại khách sạn Century có hơn 180 cán bộ nhân viên, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng hơn 30 cán bộ nhân viên làm việc, với mỗi bộ phận trong một ca chỉ có một người làm việc. Số còn lại đã nghỉ việc do khách sạn vắng khách. Lực lượng lao động thì đã giảm rất là nhiều, chúng tôi đã bố trí nghỉ không hưởng lương để và cũng như là giải quyết phép bù trong thời điểm này. Hiện nay trên địa bàn chỉ còn một vài khách sạn còn khách đăng ký lưu trú dài ngày để làm việc tại Thừa Thiên Huế, còn đại đa số cả khách sạn đã đóng cửa do không có khách du lịch. Một số đơn vị vẫn duy trì các dịch vụ ẩm thực để phục vụ nhu cầu của khách hàng địa phương bằng hình thức bán online, ship hàng hoặc khách hàng mua về nhà tiêu dùng. Qua đó, duy trì hoạt động của doanh nghiệp vừa tạo việc làm, thu nhập cho nhân viên. Đầu tháng 4 vừa rồi thì Thanh Tân đã đưa ra một cái quyết định là hỗ trợ 50% lương cho toàn bộ người lao động trong thời gian tháng 4. Vì thực tế là cũng chưa biết là kéo dài bao nhiêu tháng cả, nên là những quyết sách sẽ được giải quyết từng tháng một, tùy theo tình hình khả năng của công ty còn kéo dài được đến bao giờ. Đây là một cái vấn đề khá nan giải. Tùy theo tình hình của mỗi doanh nghiệp có thể đưa ra những giải pháp khác nhau đối với cán bộ công nhân viên. Có nhiều doanh nghiệp thì cho cán bộ công nhân viên nghỉ nhưng vẫn hưởng các chế độ lương cơ bản. Có nhiều doanh nghiệp thì có hỗ trợ một phần cho nhân viên, còn lại hầu như đa số các doanh nghiệp là cho cán bộ công nhân viên nghỉ việc không lương hoặc là nghỉ việc theo chế độ thất nghiệp, thì người lao động có thể được hưởng một phần chế độ thất nghiệp trong thời gian nghỉ việc. Toàn ngành du lịch Thừa Thiên Huế có khoảng hơn 12.500 cán bộ nhân viên lao động trực tiếp làm việc tại cả khách sạn, đơn vị lữ hành. Nhưng thực trạng hiện nay, nhiều đơn vị doanh nghiệp đã đóng cửa, không còn hoạt động. Phần lớn nhân viên lao động của ngành đã tạm nghỉ việc. Một số đơn vị đã thông báo cho nghỉ trong tháng 4, tháng 5 do không có khách đăng ký tour hoặc lưu trú. Và trong những tháng tiếp theo, tình hình cũng chưa mấy khả quan. Ngành du lịch, các đơn vị lưu trú có kế hoạch tranh thủ thời gian để duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, cơ sở vật chất, khách sạn, vừa duy trì công việc cho một bộ phận lao động của đơn vị mình. Hiện nay, ban giám đốc là tập trung cái cải tạo lại cái khối phòng ngủ cho tất cả các trưởng bộ phận tổng vệ sinh và làm việc và bảo dưỡng các cái hệ thống điều hòa. Khối phòng ngủ để chỉnh trang lại. Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp du lịch đã ngừng hoạt động. Vấn đề hỗ trợ cho lao động nghỉ việc đang đặt ra cấp thiết, trong khi các doanh nghiệp không còn nguồn thu để chi trả nhiều khoản chi phí. Mà phải nói ngành du lịch là một trong ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp nhiều nhất. Và hiện nay thì trên địa bàn của chúng ta thì cũng có hàng ngàn người lao động trong ngành du lịch phải nghỉ việc. Thì trên cơ sở đó thì đối với doanh nghiệp thì đề nghị nhà nước có những cái gói hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Còn riêng đối với lao động thì người doanh nghiệp cũng rất cần nhà nước hỗ trợ một phần nào trong cái gói kích cầu của chính phủ trong cái vấn đề giúp người lao động thất nghiệp. Tôi nghĩ rằng đây là cái vấn đề để giúp cho người lao động vượt qua khó khăn và đặc biệt cho doanh nghiệp giữ lại người lao động. Chính phủ vừa đưa ra gói hỗ trợ cho các đối tượng trong xã hội đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Hy vọng người lao động ngành du lịch Thừa Thiên Huế sẽ được hỗ trợ phần nào từ các nguồn hỗ trợ của trung ương, địa phương nhằm khuyến khích động viên họ vượt qua khó khăn và sẽ tiếp tục trở lại công việc của mình khi dịch bệnh qua đi.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Bộ Công Thương vừa chính thức thông tin việc giảm giá điện và giảm tiền điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19 bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020. Như vậy, khách hàng sản xuất và kinh doanh sẽ được giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10% so với đơn giá tại quyết định số 648 của Bộ Công Thương đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 dưới 300 kW tháng. Khách hàng là cả cơ sở lưu trú du lịch được điều chỉnh giá điện giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ nay xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất. Về việc giảm tiền điện, theo Bộ Công Thương sẽ giảm 100% tiền điện cho cả cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh COVID-19, giảm 20% tiền điện cho cả cơ sở khám chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh COVID-19. Đồng thời cũng giảm 20% tiền điện cho cả khách sạn và cả cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân COVID-19. Với các giải pháp hỗ trợ nêu trên, Bộ Công Thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho cả khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng. Bộ Y tế phối hợp với Đài Tiếng Nói Việt Nam và một số đơn vị đã sản xuất và cho ra mắt các sản phẩm audio về khuyến cáo, thông điệp truyền thông phòng chống dịch COVID-19 để phổ biến cho người dân qua hình thức phát thanh. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 10 sản phẩm audio khuyến cáo được thực hiện, gồm hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú, khuyến cáo chung phòng dịch, khuyến cáo phòng dịch cho người cao tuổi, cần làm gì khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, hướng dẫn sử dụng khẩu trang vải, khẩu trang y tế, hướng dẫn rửa tay, khuyến cáo tại trường học, khuyến cáo cho người điều khiển phương tiện giao thông công cộng, khuyến cáo cho người tham gia phương tiện giao thông công cộng, cẩm nang 10 câu hỏi đáp về COVID-19. Bộ Y tế cũng đang phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các audio này đến hệ thống Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Thông tin và Truyền thông 63 tỉnh, thành phố để đăng tải trên hệ thống loa phát thanh, Đài Tiếng Nói địa phương. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đài Phát thanh và Truyền hình phát sóng chương trình dạy học qua truyền hình cho học sinh khối lớp 5. Chương trình dạy học qua truyền hình được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức từ tháng 3 năm 2020 cho hai khối lớp 12 và 9. Với khối lớp 5, các em cũng sẽ được học tiếp các bài học đang học dở từ trước khi nghỉ phòng dịch. Đội ngũ giáo viên giảng dạy là những thầy cô giáo có chuyên môn giỏi được Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn. Đây cũng là chương trình học bắt buộc vì khi các em đi học trở lại, các trường học sẽ dạy tiếp chương trình, không dạy bù và dành thời gian ngắn để ôn tập lại kiến thức cũ để các em bắt kịp. Chương trình dạy học cho khối lớp 5 được phát sóng lúc 16 giờ 10 phút từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh TRT. Bên cạnh xem trực tiếp trên TV, các em học sinh cũng có thể xem trực tiếp qua nền tảng online tại website trt.com.vn, TRT Online. Nếu bỏ lỡ khung giờ học, các em có thể xem lại trên trang web trt.com.vn, kênh TRT Tubi và trang web của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Tất cả những bài học đều sẽ được lưu lại tại các địa chỉ này để các em có thể nghiên cứu bất cứ khi nào. Công an thành phố Huế cùng các đơn vị chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp tụ tập vui chơi, tập thể dục tại công viên và không đeo khẩu trang nơi công cộng nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan của dịch COVID-19. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Huế đã có nhiều thông báo về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm túc chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ ngày 1 tháng 4, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vẫn còn thờ ơ, chủ quan, tụ tập vui chơi, tập thể dục, không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhất là tại các công viên. Để thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng và thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, lực lượng công an thành phố Huế cùng các đơn vị chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Theo số liệu thống kê, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4, đơn vị đã phối hợp lập biên bản xử lý 145 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, 4 trường hợp tập trung đông người với số tiền 36.800.000 đồng. Cùng với các ban ngành đoàn thể trong nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, ngành thú y đã huy động lực lượng để triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19 gắn với phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ngăn ngừa nguy cơ dịch chồng lên dịch. Chỗ kiểm dịch thú y trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền gần 2 tuần qua đã được trưng dụng thành địa điểm kê khai y tế dành cho các trường hợp khi đi qua địa phận Thừa Thiên Huế bằng xe mô tô. Bên cạnh việc phối hợp với các lực lượng y tế, công an, quân đội hướng dẫn cho hàng trăm lượt người kê khai y tế đảm bảo trật tự đúng theo quy định giãn cách xã hội, chi cục thú y và chăn nuôi còn tăng cường lực lượng tiến hành vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường các phương tiện qua lại khu vực này.
Thực hiện tốt cái nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch này thì Trung tâm Y tế Phong Điền đã huy động toàn lực lượng của các đơn vị khoa phòng trạm y tế cùng phối hợp với các ban ngành của huyện như đoàn thanh niên phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát thân nhiệt, kê khai tờ khai y tế cho các đối tượng, đồng thời tư vấn cho các đối tượng về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Làm sao để không để dịch chồng lên dịch, và thứ hai nữa là thực hiện cái việc là phòng chống COVID cùng với ngành y tế. Với hai cái mục tiêu đó thì chúng tôi đã có cái kế hoạch hoạt động chủ động cùng với các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện cái việc tiêu độc khử trùng tại các cái chốt kiểm soát. Chúng tôi đã có cái phối hợp với ngành y tế, ngành công an, quân đội cũng như là các lực lượng để cùng phối hợp. Do vậy chúng tôi đã có sẵn các cái thiết bị phương tiện phun và sử dụng cái việc chốt kiểm tra trên đường của Phong Điền cũng như là Phú Lộc để triển khai cái việc là chốt chặn cũng như là cái tiêu độc khử trùng khi mà ngành y tế có yêu cầu. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp, để ngăn chặn các dịch bệnh bùng phát trên đàn gia súc gia cầm, nhất là dịch bệnh H5N1, H5N6, tránh tình trạng dịch chồng lên dịch, ngành thú y và chăn nuôi Thừa Thiên Huế đã tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân đội, cảnh sát giao thông, tăng cường chốt chặn kiểm soát, kiểm tra thú y các phương tiện vận chuyển gia súc gia cầm qua lại địa bàn Thừa Thiên Huế. Để phòng chống dịch chống lên dịch, đặc biệt là cái cúm H5N1, thời gian vừa qua thì chúng tôi đã có một cái đợt phát động sâu rộng giữa các ngành, các địa phương, các hộ gia đình tập trung tiêu độc các cái nơi nguy cơ cao, ví dụ như là các cái nơi mua bán, nơi giết mổ, nơi tiêu thụ động vật và sản phẩm động vật, và thực hiện cái việc là tiêu độc làm sao để không để cái dịch, các cái dịch mà có khả năng lây cho người, ví dụ như H5N1, H5N6, và thực hiện cái phòng chống như vậy để cũng đề phòng luôn cái việc là phòng chống COVID trên con người, và cũng góp phần để hạn chế cái lây lan dịch bệnh COVID trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt thực hiện chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus mới Corona gây ra, ngành thú y còn phát động đợt tiêu độc khử trùng vệ sinh môi trường từ trên diện rộng, huy động 152 tổ tiêu độc khử trùng, 200 bình bơm, 20 tấn hóa chất Lomin B, góp phần tích cực trong ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến đầu ra cho nông sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế gặp nhiều khó khăn. Tại xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, người nuôi cá lồng lòng hồ thủy điện những ngày này rơi vào tình trạng tiếc thỏi lưỡng nan khi cá lớn không thể xuất bán được, trong khi kinh phí để duy trì đàn cá thì gần như cạn kiệt, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại lòng hồ thủy điện Bình Điền có khoảng 60 bè cá nổi trên lòng hồ với khoảng 400 ô nuôi cá các loại. Hơn một tháng nay cá không xuất bán được, nhưng hàng ngày vẫn phải đầu tư cho cá ăn khoảng 4 triệu đồng cám và bột tổng hợp. Nhiều người nuôi cá đã lâm vào cảnh tiếng thỏi lưỡng nan khi không còn đủ khả năng để mua đủ lượng thức ăn cho cá để chờ ngày xuất bán nữa. Đi về năm nay là dịch quá trời nên chỉ là cái lượng cá tiêu thụ chậm nên chỉ cá mình tồn lại. Chúng khi tế là 5-6 tháng là xúc hồ, mà giờ chưa là 10 tháng rồi chưa xúc được. Đây, cái tình trạng là vốn lìa cũng không có để mà đầu tư vô thêm cho con cá ăn. Thì một ngày hàng ăn là có phải là 15 ô này là phải cũng phải là hơn 10 bao. Và 10 bao là cũng là 4 triệu một ngày. Tiêu đó, cả mũ tiêu thụ cũng được, bột khó chở cho ăn nữa. Thì chứ cả ăn ngày cầm 2 ngày ăn được bữa được 2 bao thì cũng có số lượng cho bột càng ăn cho đủ. Trong thời gian 4 năm qua, nghề nuôi cá lồng đã tạo việc làm cho 60 hộ gia đình ở hai xã Bình Tiến và Bình Thành. Đây cũng là một trong những tác nhân tích cực giúp người dân vùng gò đồi không còn phải bám vào rừng để mưu sinh, đặc biệt là khai thác lâm sản và lâm sản phù trong rừng, góp phần bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do những khó khăn chung của đầu ra nông sản, vụ cá năm nay, nhiều hộ gia đình đang phải gồng mình để duy trì mô hình sinh kế lâu nay. Người nông dân bây giờ không tiếp tục cho đầu tư cho đàn gia cầm ăn thì là không được. Mà bây giờ một ngày họ đầu tư đã 3-4 triệu. Cái vốn để mà họ giữ cái đàn để cho duy trì cho cái việc phát triển thôi là đã khó. Vì đây cũng là một cái tình hình chung. Cái thứ hai là về diện tích cá lồng, thủy sản. Thì riêng ở đây thì có cái diện tích cá lồng ở trên lòng hồ. Hiện nay bây giờ thì cá cũng không thể nhập vì các cái cơ sở và kinh doanh ăn uống rồi các nhà hàng khách sạn này đều đã đóng cửa.
Chính vì vậy mà đây là cái đầu ra chính của các cái chủ lòng hồ, chủ lòng nuôi cá, nhưng mà hiện nay thì cũng đã bị ngưng. Với tình hình hoạt động dịch vụ thương mại gần như đóng băng, các hàng quán, cơ sở chế biến thực phẩm đều ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, đang là thách thức thực sự cho các hộ gia đình nuôi cá lồng hiện nay. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.